Hoàng đi lên nước nước sùi 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 chấm đi. Đừng có lấy mắt xa ra mà dụ tôi nghe. Dù để kiếm thêm xí chi mà làm răng cho mi phê nghe. Bà nói răng ngầu vậy không đắp mặt hả? Đã uống nước nữa hả? Gồng quá mất nước à. Đau rồi em? Không, khó chịu. Thở em nấu rồi. Khó chịu cái lưng quá thôi. À, mỏi lưng đúng không? Dạ. Cho nằm lâu mỏi. Thà mình nằm mình ngủ. Nằm không được nha. Thì thà nằm ngủ thì nó bình thường đúng không? Đau à? Yeah. Đau lắm hết mỗi lần rồi. Lòng ghê quá, em thả lỏng nha. Hiền lắm. Ừ, đau. Tất nhiên là phải đau rồi. Cô cũng quay lại cái điện thoại đúng không?
Ủa. Chứ không ai dưới nữa hả? Trời trời. Vô hậu trời. Nay lại chiều xí nữa có người làm mất công. Cô cầm mỏi tay rồi. Đỡ camera mày nè. Trời đi à Dung? À điện thoại của à. Nghe em ơi. Ơi. Có mà sao em? Rồi ở đâu á? Cho ngồi dậy xí gì? Một vài phút nữa, cho ngồi dậy. Ngồi để thẳng cái, quên ấy cái lưng quá, không chịu nổi nữa. Hôm nay mụn bọc nhiều. Hôm nay mụn viêm. Viêm. Ráng. Rồi gần xong rồi. Em lái xe ở trong nhà gần gần đây em đi được. Chạy cho khỏe. Ý là xe mô mà dễ dắt thì em cứ sợ đâu đi đâu đang chuyển chuyển hướng Dung biết đường Dung chỉ cho Phương chợ thằng quen cho bán hả? Ô trời trời rồi để không biết con Hiền biết không ta mỗi lần quá. Biết rồi, chờ xí thôi. Ráng một phút nữa thôi rồi chị.